Trending video. Ton, cậu đứng đây làm gì vậy? Ton, con đứng đó từ khi nào? Mẹ để quên điện thoại trong bếp. Sao mẹ lại tới đây? Cậu nói cho mẹ mình biết sao? Con xin phép đi trước đây. Chào cô. Sao cậu phản bội mình? Mình nghĩ cậu nên về nhà đi. Cậu đuổi mình sao? Nếu không muốn mình tới đây, sao không nói ngay từ đầu? Mình sẽ không phải cất công tới. Nếu cậu không tới đây thì cậu đi đâu? Con nít như chúng ta có thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng? Cậu không thể lẩn tránh mãi được. Cậu nên về giải quyết vấn đề với mẹ của cậu đi. Thu Quang à, tôi xin phép đi trước nha. Vâng. Mình về nhà thôi con. Rose, con chờ đã. Chân mẹ bị sao vậy? Đêm qua mẹ mang giày cao gót nên bị trật chân. Mẹ bị đau chân mà vẫn cố đi tìm con sao? Mẹ đỡ rồi. Mẹ lo cho con nhiều hơn. Con ra khỏi nhà trong tình trạng đầu óc thiếu tỉnh táo. Nếu như con xảy ra chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao? Về nhà đi con. Cho mẹ cơ hội giải thích mọi chuyện. Con nít như chúng ta có thể làm việc khác ngoài việc chịu đựng chứ. Cậu không thể lẩn tránh mãi được. Mẹ yêu chúng ta tới mức phải đi tìm bằng được con để giải thích sao? Mẹ, mẹ xin lỗi con vì mẹ chưa từng nói tới chuyện của anh Charon. Mẹ quên ba rồi sao? Chú ấy nói với con là chú ấy yêu mẹ. Nếu mẹ cũng yêu chú ấy thì hai người tới với nhau đi. Sao đột nhiên con đồng ý chuyện này? Vì con hiểu rõ con không thể làm gì được. Chỉ có việc trốn khỏi mẹ thôi, con còn làm không xong. Và điều quan trọng là con không muốn xen vào cuộc sống của mẹ. Và mẹ cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của con. Mẹ không biết điều con vừa nói có phải là con đang nói móc mẹ hay không. Nhưng mẹ muốn con biết rằng chuyện mẹ quyết định yêu chú ấy là vì mẹ muốn chú ấy lấp đầy khoảng trống của ba con, đặc biệt là những việc mẹ không thể làm cho con. Mẹ đừng lấy con ra làm cái cớ nữa. Mẹ yêu chú ấy thì mẹ cứ nói thẳng ra đi. Đôi khi trong cuộc sống, con người ta phải tìm một lý do nào đó để bản thân phải đưa ra quyết định yêu một ai đó. Lý do đó còn lớn hơn cả tình yêu. Bởi vì bây giờ mẹ đã biết chỉ có tình yêu thôi thì không đủ. Con, ra ngoài nói chuyện với mẹ đi con. Ra ngoài nói chuyện với mẹ đi con. Con.
Mẹ, con đừng vào, kẻo giẫm phải mảnh vỡ. Không sao đâu mẹ, để con giúp mẹ. Mẹ nói đừng có vào rồi mà. Để mẹ tự làm. Thấy không, con nói rồi mà. Mẹ đi băng bó vết thương đi đã. Tông, sao con lại bỏ ảnh gia đình đi? Mẹ bỏ đi, nó dở nát rồi. Tông à, con bị đứt tay sao? Mẹ nói rồi, đừng có đụng vô, chảy máu rồi kìa. Con không bị mảnh vỡ cắt trúng, là do dây đàn guitar đó mẹ. Con có đau không? Để mẹ băng bó vết thương cho. Nào. Mẹ, con không hề đụng vào mảnh vỡ giống như mẹ. Con không tự làm mình đứt tay, nhưng mẹ lại tự làm mình bị thương kìa. Con cũng có vết thương, con cũng đau, y như mẹ vậy.